Và hiện tại theo như mình thấy thì 90% các bạn khi mà đi khiêu chiến đấu trường ấy, PK đấy các bạn ơi, thì các bạn làm theo cách này. Đấu pháp, các bạn ấn vào khiêu chiến, ấn reset. Thì các bạn đừng làm như thế nữa nha. Mình sẽ chỉ cho các bạn hai cách để có thể là gia tăng tỷ lệ thắng ở trong đấu trường các bạn nha. Vẫn là vào cái giao diện đấu pháp khiêu chiến như bình thường nha. Nhưng mà thay vì các bạn ấn vào khiêu chiến ở đây thì các bạn ấn vào phần nhật ký cho mình. Ấy, bây giờ sẽ là thời gian mình kéo xuống này, chắc chắn là sẽ có những bạn oanh thắng mình, đúng không? Thì mình sẽ kéo xuống để xem là những ông nào mà bây giờ lực chiến còn thấp hơn mình, đúng không? Thì mình sẽ vã như ông đấy. Đây, ví dụ như mình nhìn thấy ở đây là 3 ông này. Tiếp theo nữa 4 ông, 5 ông. Đấy, các bạn thấy chưa? Bây giờ thì mình sẽ phục thù từng ông một. Ông đầu tiên. Mày này. Ôi trời ơi, ngòm củ tỏi chưa? Và các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta làm cách đó, điểm của chúng ta vẫn cộng 10 bình thường. Các bạn thấy không? Đấy là một cái mẹo để cho chúng ta có thể là gia tăng được cái điểm của mình lên nha. Và hiện tại thì mình đang ở top 22 đấu trường, áp dụng đúng cái mẹo đấy luôn các bạn ơi. Nhưng mà các bạn lưu ý đó chính là cách này thì nó sẽ không tính cho các bạn là một lần khiêu chiến đấu pháp nếu như các bạn đang trong trường hợp làm nhiệm vụ đâu nha các bạn. Nên là các bạn cân nhắc lúc nào mà có thật nhiều cái vé đấu trường thì nên chơi theo cách 1 nhá. Và cách thứ hai đó chính là sau khi mà chúng ta phục thù hết ở trong này rồi thì làm thế nào để chúng ta có thể PK tăng được cái tỷ lệ thắng này? Thì vẫn là vào khiêu chiến này thôi. Nhưng các bạn đừng vội ấn vào khiêu chiến, mà các bạn hãy ấn vào avatar của bạn đó. Ở trong này chúng ta có thể xem được tất cả những cái chỉ số ở đây nha. Ví dụ như bạn này choáng rất là cao thì mình sẽ đeo một cái vật cưỡi, đó chính là kháng choáng, trước khi là mình đi PK với bạn ấy nha. Thậm chí là mình cũng có thể xem được cái tinh quái của bạn ấy đang xài là những con gì. Ví dụ như bạn ấy xài lôi công đúng không? Thì em lôi công của bạn ấy cũng có choáng này, thì nó lại vừa hay là bạn ấy cũng xài choáng đây, thì mình chắc chắn là phải đeo cái vật cưỡi là kháng choáng rồi. Nhưng trong trường hợp chỉ số của bạn ấy né lại rất là cao chẳng hạn, thì mình chắc chắn là phải đeo cái kháng né. Đồng thời các bạn cũng có thể ấn vào cái phần thêm này để xem là thuộc tính kháng của bạn ấy chơi là gì. Ví dụ như bạn ấy chơi kháng choáng mà mình lại build đúng vào choáng thì ối rồi ôi, bỏ qua bạn ấy ngay lập tức. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục làm mới đến bạn khác để chúng ta có thể lựa chọn một đối thủ ngang tầm với chúng ta. Đấy, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Thì các bạn nhớ áp dụng cách của mình để mà đi khiêu chiến trong đấu trường nha. Và nếu như các bạn thấy video có ích, nhớ cho mình xin 1 nút like, 2 nút like hoặc 3 nút like cũng được các bạn nhé. Và ấn đăng ký kênh để cho mình thêm động lực làm thêm nhiều video mới, chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn nha. Và nếu như bạn là một tân thủ thì ngay ở trên màn hình là danh sách phát để chia sẻ kinh nghiệm chơi tiểu yêu tâm đạo cho các bạn. Các bạn nhớ click vào để xem, cũng như là cày cho mình vài cái quảng cáo nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.